khởi tố một nam công nhân trong vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng khiến 7 người không qua khỏi. Trần Mạnh Hùng, 44 tuổi, bị cáo buộc vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ tai nạn khiến 7 người ra đi mãi mãi, 3 người bị thương ở nhà máy xi măng Yên Bái. Ngày 23 tháng 4, Hùng, nhân viên phụ trách nguyên liệu cho máy nghiền xi măng, nhà máy xi măng Yên Bái bị công an tỉnh bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 Bộ Luật Hình Sự. Sai phạm cụ thể của bị can chưa được công bố. Cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ hành vi của Hùng và dấu hiệu vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, 10 nhân viên của nhà máy xi măng Yên Bái phân công nhau thay các tấm lát phía bên trong máy nghiền. 7 người chui vào trong, 3 người ở ngoài làm công việc siết ốc. Đang trong quá trình sửa chữa thì máy nghiền bất ngờ quay, 3 người ở trên nóc bắn xuống đất, trong khi những người bên trong đều không qua khỏi. Anh Nông Văn Tuân, 29 tuổi, một trong 3 người sống sót cho biết bị thương ở chân, cố chạy vào phòng điều khiển cách vị trí tai nạn khoảng 20m để nhấn nút tắt máy nghiền. Lúc này trong phòng điều khiển không có ai. Nằm trên giường bệnh với một chân và tay bị bó bột, anh Phan Ngọc Long nói, nhiều năm trong nghề sửa chữa cơ khí, máy nghiền chỉ cần quay một vài giây cũng đã khiến cho một người ra đi mãi mãi rồi, huống hồ là 30 giây. Làm việc tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái được hơn 4 năm, đây là lần đầu anh trải qua cảnh tượng hãi hùng này. Bước đầu nguyên nhân được cho là xảy ra sự cố động cơ điện của máy nghiền, dẫn đến tai nạn cho các công nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.